nay gặp em con tim ngân nga thêm ngân vang, tiếng yêu tiếng thương gửi trao đến em càng thêm vô vàng. Đôi mắt em như ngọc ngà làm lòng anh say mê như là ánh bình minh sáng soi chiếu nơi lẻ loi đắm say. Anh nhìn không son phấn em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười. Đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa khẽ chạm vào anh yên đến lạ. Tiếng em nói yêu kiều như tình ca nắng chiều. Đời này anh có em như gặp ngàn năm tình phước đó em. Sẽ duyên kết sớm và đáng cưới thôi, gia đình hai bên cùng nhất trí rồi. Còn chẳng chờ làm gì em ơi, chuẩn bị liền ngày mai anh tới. Tiếng cười nói rộng ràng, mong ngủ quá đầy tràng. Anh và em tay trong tay cùng Hà Đô vắng bay. Em là con gái Việt Nam dáng cong hình chữ S, 100% là không có ảo bởi vì em sắc nét tóc đen da vàng vẻ đẹp châu Á. Cuộc đời này mà cứ được em là anh giàu ra, người gì đâu sao mà xinh chắc là gen của mẹ. Lễ phép chân ngoan hiền chính xác là nhờ ba, dáng đi thức tha ăn nói thì nhỏ nhẹ và đích cầu chính là em đây chứ tìm gì đâu xa. Từ nay về sau ta đi cùng nhau em mà, dẫu có gian nan ngóng nhìn em vượt qua luôn à. Đôi mắt em như ngọc ngà làm lòng anh say mê như là ánh bình minh sáng soi chiếu nơi lẻ loi đắm say. Anh nhìn không son phấn